hồi bé ở làng ở bản cứ mỗi lần đi dãy là một làm một nắm xôi, xong rồi lên nương đi tìm măng nướng hoặc luộc xong rồi chấm ăn với xôi nha em ạ. Bây giờ tu luyện đủ được xuống núi rồi thì ăn cơm rang với măng ngâm cay. Hôm nọ món này bóc ra ăn vã ngon quá, mình nghĩ ăn hộp cơm hôm nay ăn tới cơm nhá. Nước chấm no đã. À đã, cái vị này cay hơn vị hôm nọ anh em ạ. Ăn cảm giác như là cả măng hầm xương ấy anh em. Thề luôn, tôi là người đầu tiên ở Việt Nam ăn măng ngâm cay kiểu này đấy. Được anh em ạ, chấm với tương ớt ăn cơm mắc binh lắm. Nhưng cái vị của măng cũng ngon rồi, nhưng mà chấm tương ớt nó kiểu như gần như hoàn toàn khác ấy anh em ạ. Ăn nó ngọt vị kiểu hầm xương mà vị nó thấm từng chân tơ kẽ tóc luôn anh em ạ. Cả măng này ăn lạ lắm, ăn nó còn sật cơ. Đấy, anh em bóc cái lõi non ra ăn này. Kiểu gì cũng phải về quê lên rừng đào măng xong rồi nghiên cứu xem làm sao ngâm mực măng ngon như này anh em ạ. Xong rồi lên giỏ hàng cho anh em. Nhưng mà nếu không chờ được thì quả măng này có trên giỏ hàng của tôi nhá. Anh em bốc thử với xem, ăn ngon, sướng, chơi không cũng đã ngon rồi.